mommy. What? Are you going to call mommy here? She asked to call mommy here. Uh-oh. The back hair. Right. The cat hair. Picture here. Nice. Right. Có kiến. Ồ, đẹp quá. Mẹ cầm kiến cho. Rồi, con chải đi. Con chải cho mẹ đi. Ok. Cô chú coi thợ làm tóc. Dạ, đau. Thợ làm tóc kìa. Đó, coi được không? Bà đi lâu rồi mới mua cho nó đó. Bà mới mua cho nó rồi, còn nó coi nó bỏ vô kìa, y chưa. Ui da, nhẹ. Easy. Comb it pretty. It's long. It's long, isn't it? Ui da, đau. Yeah. Lại lấy đồ đó lại đấy. Làm cho đúng rồi. It, are you gonna curl it or straighten it out? No, she's gonna curl it. Kẹp tóc ra đó. Làm cho đẹp nghe chưa? Ok. Không đẹp là không có trả tiền đâu đó. Say, mama's gonna set on her hair pretty soon. Pretty hair. Quá đẹp luôn. Trời đất ơi, trời ơi, chăm chỉ quá. Hết làm nail giờ tới làm tóc, không biết mốt nó tới 21 tuổi làm nghề gì nữa nè. Hả chơi? Quá luôn, nhìn y như thợ chuyên nghiệp nữa. Nó nghe là thợ, mà thợ khi mà là thợ làm tóc em á, thợ cột tóc của thợ lên đi thợ. Để cho tóc thợ, để cho con mắt thợ thấy đường rồi xong rồi thợ làm em. Đi thợ. Cái kênh YouTube của chị là Ngọc không bao giờ muốn xuất hiện cho bản mặt Ngọc lên. Chạy con đưa cái mặt con vô đi chứ mẹ không có thích lên cái kênh của con. Kênh này là của con nên mẹ không có thích. Kênh này là một mình con lên thôi. Cô chú thấy mẹ đủ rồi, hiểu không? Ui da, ui da. Nhẹ nhẹ thôi chị ơi. Ui da. Có mẹ. Tóc mày bị mẹ, tóc mày bị rối hả? Dạ. Mẹ có bị đầu buộc tóc rối giống con không? Dạ. Trời ơi, cuối cùng là mẹ cũng là một em bé đầu buộc tóc rối hả? Chạy sao rồi? Chạy sao mà đi làm sao mà để tôi đi làm tóc rồi chút nữa về tóc tôi không còn cộng nào nghe. Bye bye. Ui chào. Let me see. Ôi trời, let me see. She's nice. Be nice. We can't cut her hair. Tuân. She's got scissors. Trời no ơi, cut. Giờ tới cắt. Giờ tới cắt. No cut. She's got scissors. Like, it doesn't work. Yeah, but she'll cut real hair if she thinks she can. Like, yeah. No cut hair. Bà nói đừng có cắt tóc mẹ kìa. Tóc mẹ đang đẹp thì mới cắt kìa. Pretty. Comb hair. Okay. Yeah, no cut. Okay. Let's do this one. Okay, let's do this one. Trời ơi. Okay. Ui da. Ui wow. Chắc nó nhìn vô nó coi iPad nó biết làm á chứ ai dạy nó đọc này đâu. Wow, dữ chưa? Nóng không? Cái đó nóng không? Đụng vô thử coi nóng không? Phải nóng mới đúng nha chứ mà phải lạnh là sai nha. Trời ơi. Đúng rồi đó. Oh, you want me to comb your hair? No, I'm coming. It's my comb hair. Mẹ nhớ, mẹ nhớ. Con với bà. Dạ. Say hello. Hello. Cải tạo mẹ. Sao? Cải tạo cho mẹ. Mommy kiến mẹ rồi. Coi kiến. Coi kiến. Con chơi làm đẹp không nha. Thích à? Mommy, am I gonna look pretty? Yeah, pretty. How much is it? Mommy. Nice. Nhiêu tiền á? Tổng cộng nhiêu tiền? Tổng cộng nhiêu tiền? Ừ, làm mà đau quá là không có cho tiền tiếp đâu nha. Không có cho tê túng gì đâu á. Làm kiểu này là tê là không đồng đó. Ui dạ. Nói nghe nè, con bỏ mấy cái này vô nè. Con bỏ vô trong đây nè để con khỏi chạy lại lấy. Lại bỏ đi.
Bỏ đúng rồi. Rồi. Ngoại ơi, khơi gì ra chị? Ngoại cấp máy rồi. Để sát chị rồi. Ai? Để sát chị rồi. À vậy hả? Chị nè. Chị đâu? Chị nè. Rồi đi con đi ra chị đi. Hello. I'm gonna go track the laundry. Đi nè, chay mới. Đây, đi đàng hoàng chứ đừng có lết 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 cái chân vậy làm gì? Làm vậy thứ nhất là té, thứ hai là mòn dài. Chay mới tắm xong đó cô chú. Tắm rửa sạch sẽ. À kìa. Cái đồ làm tóc của chay kìa. Lụm vô. Đồ làm tóc đâu? Còn không? Còn đủ không? Còn đủ lược với lại hai. Hai. Hello chú. Hello chú. Đi đâu rồi? Giờ đi đâu rồi bác sĩ? Bác sĩ đâu bác sĩ? À, lại khoe đó. What's up, Dave? You selling me something? What you got? Để khoe đó, khoe có đồ đó. Kìa chay, kìa chị kìa. À, trúng mối rồi. Bé này trong nhà nó thấy chay. Nó chạy ra chơi như chay. Cái gì vậy? Nó làm gì? À, đang bỏ đồ ăn đi cho chim ăn. Trời, 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 trời. Wow. Ê, hey, chay chay con mèo nó giữ ngay chay nó cắn á. Chay. Chay đi. Trời con mèo đó mà nó sợ con chay là tao thua nó rồi đó. Con mèo nó lần sớm này ai cũng sợ nó mà con mèo nó sợ con chay là tao thua rồi. Trời ơi, coi chơi vậy, đâu à, đâu à? Đâu chơi? À, hai hoa bắt bướm hả? Trời ơi, coi cái mặt kìa. Where have you been? Inside all day, technical stuff all day. And we were, I was at my dad's all weekend. Every weekend we were at my dad's. Sấy tóc cho chị đi. Nói chị ngồi xuống. Chị turn it on. Nói chị ngồi xuống em làm tóc cho chị. Nói tiếng Anh. Nói tiếng Anh. Chị mới hiểu chứ nói tiếng Việt chị không hiểu. Do you hear? I'm gonna do your hair. Trời ơi trời. Nó chơi vậy đó. Chơi vậy đó, chơi vậy chút khoảng tiếng đồng hồ nữa là mồ hôi ok đồ ấy nữa là tối rồi. Tối chút nữa vô là thay đồ nữa. Mà lúc nào cũng vậy, tối là phải thay đồ, tắm rửa, thay rửa mình thay đồ rồi chia để mặc bộ đồ. Ngủ vô chứ. Ngủ mặc đồ khác. Ngủ mặc áo tay dài, quần dài đồ xong tối á. Cái thời tiết nó lạnh á nên là phải mặc mặc quần dài áo tay dài cho ấm. Rồi. Her shoe, her shoe. You got it? Okay. I get it. You got it? Okay. Con nói chị ngồi xuống. Okay, sit down. Let me blow dry your hair. You gotta say something, okay? What are you doing? What are you doing? Let me blow dry your hair. Nó mới tắm xong sạch sẽ rất thầy đó. Sức lotion thơm phức đó. Oh, no, 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 no. Say I'm sorry. Say sorry. Say I'm sorry. I didn't mean to do that. Con nói con xin lỗi chị đi. Con nói con không có cố ý.
Không có chơi vậy nha, con chơi vậy là chị đau, là chị giận, chị không có chơi với con đó. Chơi nhẹ nhàng đàng hoàng. Nó là tao, nó chơi cái đồ trong máy cấp này, nó cầm cho tới tối. Tối xong rồi sáng ngủ dậy ra đây, cái là cái này mẹ con muốn. Chơi chút đi rồi ba học bài xong cái ba chở mình đi bộ. Trời ơi, chơi cái chị đó, chơi tới giờ này cũng còn bơi với chị mà chơi chị đó chưa vô nữa kìa chay. Trời đất ơi, nó bơi gì mới, nó bơi từ hồi 3 giờ chiều cho tới giờ. Giờ này là mấy rồi? 3 giờ chiều rồi, chay đi ngủ, chay đi ngủ 3 giờ cho tới 4 giờ mấy chay dậy. Cho tới giờ là mấy giờ rồi mà 6-7 giờ rồi mấy, mãi nó vẫn còn ở đây, chưa vô thay đồ nữa trời. Bơi 4-5 tiếng đồng hồ. Mặc cái bộ đồ đó. Trời đất ơi, không thay đồ cho con nhỏ. Mà chay nãy mà bơi có chút xíu mà bơi có nhiêu ta, nửa tiếng 45 phút mà bà rung cầm cặp bà. Cô chú thấy bà chay này, bà chay bữa nay là dạng hơn chưa? Có mẹ xuống bơi rồi mặc áo phao vô là quá dạng. Rồi giang hồ rồi, tướng giang hồ rồi. Đó, trời ơi giang hồ chưa? Chay đem đồ nghề đem tới, đem đồ nghề tới ghế ngồi. So, JD, she's a hairdresser. Show her what you got. I got this pink color, blue color, purple color, pink color. And butter hair. Ngọc nói đó là cái chay, cái cô đó là người thợ làm tóc á, cho cô coi trong cái hộp con có gì kìa. Cái nó nói là nó có màu xanh, màu hồng, màu tím, màu tùm lum á. Ông nói ông kêu xin chào công chúa, nhìn giống công chúa quá à. Ông là ông nói đâu dài dễ thương đẹp giống công chúa. Trời ơi, cô đứng dung bị dậy trời ơi, được không? À, trời cô đó có mấy chậu bông đẹp đấy chứ. Quay gần quay đây. Làm gì chay? Run away rồi. Have you been swimming all day today? No. Yes. I woke up late. Oh, okay. Swim tomorrow with JD and me. Hey. Không có chơi vậy. Con chơi vậy là chị đau, là chị không có chơi với con nữa đó. Mình chơi, mình phải chơi đàng hoàng. Be nice. Wow. Do I like a princess? Con phải nice thì mọi người mới chơi với con chứ, mà con mà chơi mà cái kiểu mà bạo lực là không ai thích chơi với Jay đâu. Baby, JD, show her your nails. See, I just got my nails done. Mommy, say mommy, my mommy did it. They're so pretty. Oh, you... Say, I just got my nails done. Oh my and goodness! Toe. Look how pretty! You look like a princess. Princess J. Princess? Trời ơi, là người ta đưa tay đưa chân lên, ông nội ai biết làm gì? Phải có mẹ nó giải thích người ta mới hiểu chứ. Ông nói trời ơi, nhìn mày giống công chúa quá, công chúa chay. Đi đâu á? Giờ xóa phải không? Giờ xóa cho tới tối phải không? Giờ quậy đi.
cứ quậy cho tới tối, xong rồi cái tối mệt cái việc à, nó nghe là bây giờ mày vô mày lấy đồ ăn cho Trai ăn nha, không đâu đập cho bây giờ chứ không giờ chơi với chị đi, mày xưa mày lấy đồ ăn cho ăn, ăn no xong rồi cái chơi chơi cho tới chiều tới tối mệt xong rồi cái đi ngủ rồi hết ngày hết giờ rồi. Thôi bye bye cô chú tại đây nha, mai gặp lại cô chú, giờ phải vô cho nó ăn trước xong rồi ngồi xuống làm video cho cô chú, cái gì cũng vậy phải cho nó ăn trước hả, chứ mà đợi cho nó đợi mà mình làm video rồi là chỉ xong cả tiếng đồng hồ nó mới được ăn á. Rồi bye bye cô chú, hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai, nhớ like cái video cho Trai nha cô chú nha, bye bye.